Thiệu bà con nào làm mình sẽ xác lúa gạo nè, nghĩa là trà gạo đó. Này có Vinaro nè, có Vino nè. Có này 1.000, có nghĩa là một giờ chảy được 1.000 ký lúa đó, hàng giờ gọi là tấn đó. Ra thành phẩm là tấn lúa, tấn gạo đó. Đây. Có 1.000. Con một là gắp động cơ dầu hay động cơ điện, có làm mẫu sẵn nè. Xe tiện quay thấy bên Thái nó bỏ xe tải mini luôn á, vừa lấy cái máy xe chạy vừa làm cái chạy lúa luôn, gọn nhẹ, ăn lúa tươi luôn con. Này gọi lúa tươi luôn nè, nghĩa là con vừa trà vừa cắt lúa xong phơi vài ngày bỏ vô trà là ăn lúa tươi luôn á, thơm ngon nữa. Không cần nhiều nghe bà con, nếu trà ăn là trà nào chừng từng lễ được rồi, nó hết trà tiếp, trà lúa tươi ăn rất là thơm. Lúa mùa chở khi để lâu có mùi, còn lúa tươi là con trà xong ăn liền rất là thơm ngon. Ngàn ký một giờ, củ tùng đầy đủ nha, lưới nè, dao đầy đủ luôn, cái nào không có chứ á. Lưới dao phan đầy đủ nè, không củ tùng anh chuyển đầy đủ, còn mua gì bán đó. Gấp đơn giản của Vinapro, thương hiệu có tiếng rồi con. Ok nha, phụ tùng linh kiện đầy đủ nha. Đây lô lô là có luôn nè, tốc độ 1.100 nha con. Đây bà con biết xài, cái này bà con biết xài á, nếu mà cho lúa xuống rồi bật này xuống nè, đó là chỉnh nè, chỉnh này rồi lần nào mà gạo ra đây nó lúa ít mà gạo nhiều á là được, còn là chịu cột khẩn cấp á, bật này qua nó dừng lại nè, này chỉnh là độ chín của lúa nè, ngon lành. Được con, được rồi con, phải biết chưa, anh dân giờ anh hay lắm. Con ăn lúa tươi luôn á, lúa tràn từng nào ăn từng đó nó ngon. Động cơ điện nó 7,5 kg nha, 7,5 kg là chơi được rồi. Vinaro số dòng nó là 1.100, là số dòng đó nè. Đây là thông số nè bà con, gần thì thông số nó đây, đây thông số đây, khối lức 1.100 dòng trên phút, năng suất hoạt động 1.000 kg trên giờ, trọng lượng với 1.000 dòng nha con, tôi chậm á, dễ xài, nhớ theo đúng chiều nha, mũi tên nó chạy nè, nhớ theo đúng chiều mũi tên chạy nha, mũi tùng linh chuyển đầy đủ nha. À, con muốn mua máy về chữ chế chân nền cũng được. Rồi, con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đi đâu? Nguyễn Tết sao? Cho gạo á.
ra thì con có trắng nè, nè có trắng rồi bê ngàn, có nghĩa là một tiếng hồi xài được ngàn ký gạo đó, ngàn gạo thành phẩm. Đây có trắng Vinodo ngàn, máy kéo là 7 kW nha. Đây một pha gia đình luôn nè, 7 kW, 3.7 là kéo nổi luôn, 5 ngựa gia đình luôn nè, 5 ngựa kéo nổi à, ép nguyên bộ con xài nè, 5 ngựa nè, gia đình 220 nha, nguyên bộ đó, thủ tục linh kiện đầy đủ rồi con, nó gấp sẵn rồi con, giờ cái đấu điện gia đình là xài thôi, ngon lành. Vinodo có ngàn nha, đây là cối trắng đó, là cối làm bóng gạo đó, là từ lứt á là đổi vô đây, nó thể xe cải gạo trắng và gạo thành phẩm mình ăn luộc luôn á. Con muốn chỉnh trắng, chỉnh lứt về cái này, lấy ra là nó chưa, nó vừa, còn xiết vô lại trắng, xiết vô từ từ, rồi trắng từ từ. Đây là cối trắng nha, tiếng hồ là 1.000 kg gạo, nghe là tiếng hồ là 1 tấn á. Đây là điện gia đình mà con cứ đấu xài thôi, 5 ngựa. Đây, nấu sẵn rồi. Linh kiện phụ tùng đầy đủ nha, dao hay lưỡi gì đầy đủ luôn, đây lưỡi dao rồi đầy đủ luôn nè, lưỡi dao, lưỡi phan, lưới đầy đủ. Giờ phụ tùng đầy đủ bà con ơi. Đó, một con cứ chỉnh đúng chiều nó thôi. Con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Cối trắng.
chào con nghe. Hôm nay giới thiệu con máy phụ tùng của cối xay sát lúa gạo nè, Vina Vero nè, Vicino nè, gồm có cối, gồm có Lulo nè, Lulo rồi nè. Lulo này còn màu nâu nha, đây Lulo, hai cục Lulo gắn cối lứt á, đây Vicino luôn nha, Vina Vero nè, bông lúa nè, hàng này hàng chính hãng các bà con. Đây mấy cối Lulo, Lulo gắn cối lứt, còn đây là mấy cái lưới cám nè, lưới cám cối 500 750, cối 1000 rồi đây. Cối là cối Vina Vero, Vina Vicino luôn nha, hàng xịn luôn nha, đây Vicino luôn đó. Đó, cám nó chụp hình vậy nè con, nguyên bỏ nó vậy nè. Đó, nó là lưới cám đó. Nguyên bỏ nó vậy nè. Rồi. Có 1000, có 750. Đây, nguyên bỏ nó vậy đó. Đó, nguyên bỏ. Bà con nên thay thường xuyên á, để mấy này nó là sát gạo để có năng suất hơn. Mấy cái này nó còn cạnh nè, nó làm trắng gạo, cám lọt ra đây. Bà con nên mòn, nên thay, không có nhiêu tiền. Cái này là nên thay. Đây đây, anh thay cái này đây. Cái này bị mòn anh thay. Không có nhiêu tiền. À, năng suất nó tăng cao nữa. Nhanh nữa. Nó không bị gãy gạo nữa. Cái lưới này còn găng này nè, bà con ép nhẹ thôi. Gạo nó không bị gãy, ít hạ ít tấm á. Nếu cái này phải mòn quá thì bè con ép nhiều quá nó ra tấm nhiều, bể gạo. Cái này bà con còn nhiều là con ép ít thôi, nó vẫn trắng. Nên ít khả năng tấm hơn. Giảm khả năng tấm. Không có bể gạo, gãy gạo. Đây. Lưới cám làm cho nó sạch cám luôn, gạo nó sạch bóng bóng gạo không do lưới này rồi con, lưới này còn gai gốc còn gì là lưới làm bóng ma ít dễ gạo đó bộ gì. Này là sản phẩm của Vina Vero Vicino nha, chính hãng rồi con. Đây nè, có anh Mập luôn nè, hai có Mập Vicino luôn nha, anh Mập của công ty luôn nè ha, đó Vicino hàng chính hãng nha. Đó, con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Có đủ loại nha con, có 1000, có 750, Vina Vero, đây Vina Vero đóng mọc Vina Vero luôn nha, đây có đóng mọc Vina Vero luôn nè con, đây hàng chính hãng đồng hoàng nha, có Vina Vero đó bà con, Vina Vero là thương hiệu về cái cối xay sát lúa gạo nổi tiếng ở Việt Nam nha, thương hiệu có tiếng ở Việt Nam nè, Vina Vero Vicino là thương hiệu về cối xay sát lúa gạo. Đây, cái này sản phẩm đều có in chữ Vicana Pro nha. Vicana Pro, Vicino nha. Đây. In hai cái, một Vicana Pro, hai là Vicino. Alo. Alo. Đây một cái là lưới ngàn, lưới 750 nha. Lưới ngàn nó cao hơn lưới 750. Đây. Lưới ngàn, lưới này cao hơn lưới ngàn, lưới thấp lưới 750. Cao hơn chút. Để chạm lấy thước. Đây, nó lưới 750 á. Đây, 750 á, chiều dài nó như đây. Đây, chiều dài 750 nha. Đó là hai tấc. Nếu 750 là hai tấc nha bà con. Cái cối 750 là hai tấc chiều dài. Đó là mình có cám. Còn cái cối 1000 á, chiều dài là hai tấc 2. 1000 là hai tấc 2, đúng rồi. Xác 1000 là hai tấc 2. Còn có 750 là hai tấc. Còn bề ngang á của thằng 750 á là một tấc, còn bề ngang của ngàn á là tấc 2. Đó là đo kích cỡ rồi con. Đó có ngàn, có ngàn 2000, có 750. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Nó phụ tùng có cây sắt lúa gạo.
Đi qua còn cái giày không? Qua còn cái giày hả? Dạ, qua quẹo vô phải không? Quẹo tay phải hay tay trái? Tay phải hả? Tay trái.
con bao nào ta, đứng đây nè. Ok nè. Nếu mà có bao đủ chỗ càng không? Có bao chỗ càng cái thùng ở đây, cái thùng cây rồi bỏ đi. Cây bỏ nhờ. Cái thùng cây đứng chỗ càng đi. Lúc Vinaro cũng ngàn luôn nha. Động cơ kéo là cũng 5 ngựa nha. 3.7 kW. 5 ngựa. Gia đình mình đó 220 gia đình đó. Một tiếng hồ là 1 tấn lúa đó nha. Đây công sức coi. Tiếng hồ là 1 tấn lúa đó. Là ngàn ký á. Ờ. Đây là con chỉnh chấu càng, chấu ít chấu nhiều à. Vợ chấu thổi mạnh hay yếu. Đó này con về là gia đình ăn được đó, ăn lúa tươi luôn đó, chàn nhiêu ăn nhiêu. Bà con nhớ phơi lúa khô chừng để chừng 3-4 ngày hả chàng nha, không được phơi xong chà liền sẽ dễ bị gãy gạo nha. Phơi để cho nó dịu lại vài ngày hả chà là lúa nó không bị gãy gạo, hạt gạo ra chắc thôi, ít tấm thôi. À, nhẹ nhàng. 5 kg ngựa là xài ok nha. Bà con nhớ lúc. Đây, lô nó đây. Đây là cái lúc con xài là kéo vô. Đó, nó là xài đó. Nó có sự cố gì là nó bật này ra. Kéo vô và chỉnh từ từ. Để coi lúa ra ít hay nhiều, gạo nhiều thì vừa lại. Dễ chỉnh lắm. Nhấn vô là xài thôi. Ờ, con nào có nhu cầu luôn à, 0886356707. Alo. Đúng rồi. Đó, con không xài mở ra, con xài đặt vô là nó đang cắn lúa. Này là bị cắn. Vina Pro hết nha, Pro hết trơn nha. Đây kia là Pro, Pro. Tiếng hồ là 1 tấn lúa, 2.000 ký đó. Rồi con nào có nguyên có nhu cầu luôn nha. Đây là nguyên bộ có lức. Đó, có ống thổi chấu là nguyên bộ nó có lức là vậy nè. Cái này có lức là nguyên bộ nó vậy đó. Đây là nguyên bộ có lức nha. Và con muốn dài gạo lức thì lại mua khối này được rồi. Đó là nguyên bộ có lức.
Rồi cho con nghe, nó theo con có xe cám này hay là xe nghiền cám nghiền ngô đó. Đây. 1 giờ nó hoạt động khoảng 800-900 kg nha con. Được lắm à. Giờ hoạt động 800-900 kg xe cám là ngon lành. Cám ngô rồi đó. Mà miền Tây mình xe cám không à. Được. Lớn à. Động cơ hoạt động là chỉ có 10 ngựa thôi. Đây. 1 giờ 800 kg là cũng dữ lắm đó. Xe cám nè. Đây đúc. Có xe cám nghiền ngô đồ ok luôn. Tiếng hồ là khoảng 7-5 kg nha. Là nhanh đó. Tốc độ dây lẹ lắm mà con. Dạ cũng dễ dở nè, đúng rồi. Cái này tới 12 dao nè nha. A 12 là 12 dao á. Đúng rồi, 12 dao nè. A 12 là 12 dao. À, lỗ ngà đây nè. 12 dao mà con.
Ui.
cho bà con nè. Bữa nay thiệt mấy bà con cục cu lô nè, dành cho mấy mấy máy xây sát lúa gạo nè, là cây số có lứt nè, cu lô nè, cu lô cao su, đó là hàng chính hãng nha con, có Vinabago nè, là hàng xịn đó. Đó là cu lô dành cho mấy cái có lứt nè, có xây sát lúa gạo á. Để cối này nè bà con, đây cối xây sát lúa gạo dành lên cối này thôi. Con gỡ cái lắp này ra luôn hút mày ra lu lô, lu lô dành cho cối sát sát lúa gạo nha. Nó không bỏ cho sát lúa gạo nữa đó, đẹp không? Vinabro đây, cục lô lô nằm đây nè, lu lô nằm đây nè bà con. Gỡ ra hơi khó. Thử rồi. Lô nằm đây nha. Chúng ta sẽ xác lúa gạo. Hai cục lô lô nằm. Nằm dễ rồi con. Hai cục lô con chạy ra gỡ ra nha. Luôn con gắn là cái dòng có găng gợn này ra ngoài nè, đây cái dòng có găng này nè, mấy cái khí găng găng cạnh này nè, cái Vinabro nè, đây ra ngoài đây là cái này ra ngoài nè, đây không, cái này gắn này ra ngoài đó. Đây, có lũ lô luôn không đây đẹp nha. Đây là xác lúa gạo. Cái họng trên nó đây. Dễ lắp ráp mà, tại vì là lắp ráp thôi. Luôn luôn. Dễ lắp ráp mà con dễ lắp lắm. Con đưa đúng cái nó vô. Một tay hơi khó. Coi lu lô mà con mở ra coi độ dày mỏng lu lô chỉnh ra vô nè, chỉnh dày mỏng của lu lô đây ha. Ha. Rồi, vậy để chà lúa gạo ra đó, để lúa lột ra vỏ vỏ chấu á, chấu khung vào đó. Đây là chỉnh độ dày mỏng của lu lô nè, nó chỉnh là dày mỏng của lu lô, ép không ép rồi đây. Ha. Cái này là cửa xả lúa tiện nha. Luôn luôn con nào có nhu cầu luôn à, 0886356707 luôn luôn Vinabro. À, chào bà con nha. Rồi chào bà con nghe, nói thiệu con có xây sát lúa gạo nè, của Vinabro nè, hay là gọi là Wikino đó. Có này có 1000 nè con. Có 1000 có nghĩa là 1000 nha, 1 giờ là chảy được 1 tấn đó lúa đó, 1000 kg đó, lau bóng á. Có này có lau bóng nè, hay gọi là có trắng á. Đây công suất của máy đây. Số vòng của nó là có 1000 đến 1100 vòng mà con chấp nhận được. Nghĩa là bà con xài motor tôi chậm mới xài được. Nếu là motor bà con xài 7.5 kW, bà con hay gọi là 7.5 kg đó. Còn nếu động cơ dầu hay động cơ xăng rồi đó là 12 HP. Trọng lượng con này là 120 kg rồi con. Đó là công suất của nó. 1000 Bardo 1000 có nghĩa là 1 giờ có thể lao bóng được 1000 kg, 1 tấn. Số dòng là 1000 đến 1100. Công suất để kéo máy, máy để kéo máy này á, động cơ để kéo, động cơ điện là 7.5 kW, tức là 7.5 kg. Dầu xăng á, động cơ đầu xăng là 12 ngựa. Này là của hàng Việt Nam các bà con, Wikino. Có tem bảo hành rồi luôn nè. Tem chống hàng giả luôn. Là phụ tùng linh kiện trong là gồm có lưới nè, dao đồ có sẵn hết, bà con mua về bán đó.
dao bọng lưới rồi có đầy đủ luôn. Vinapro nè, trông đẹp nha con, nó sách hướng dẫn bà con luôn nha. Có này có 1000. Đây là con chỉnh gạo trắng lao bóng này, xiết này vô, càng xiết vô nó càng bóng, càng xiết vô là càng bóng nè, là càng trắng lao trắng gọi là có trắng đó, càng xiết vô càng trắng. Nếu thời gian mà con xài mà có hư hao mòn do phụ kiện này, đây có bán hết nha, lưới phan đầy đủ. Đây là con, đây là con chỉnh có lượng chấu càng nè, đây chấu càng nè với ba cái cám nè mà con tăng đưa. Nếu cái nào chấu càng nhiều quá con mở ra, chấu càng ít thì đóng lại, nó tăng đưa thì theo lúa gạo lúa khô lướt nữa đó, nó ra lại. Ok để xài rồi con xiết lại. Tùy theo lúa khô lướt và con xiết nha, nó lại tùy thiệt cho lúa gạo nó khô lướt nữa, lúa càng khô chà càng tốt bà con, con xiết càng nhanh. Con này là ra chấu càng nè, này là giữa chấu với giữa cái cám đó, mua đi ba rảnh luôn nè, không cơ địa mà con cứ đấu vô xài thôi. Rồi bà con nào có nhu cầu liên hệ nha, phân phối toàn quốc nha con, giao hàng cái này giao hàng toàn quốc nha, hộ tùng linh kiện đầy đủ nha bà con. Bà con mua gì có lưới bọng đồ khoan đồ, bên có trắng. Rồi này qua thằng cối lứt nha con, hay gọi là thùng thổi chấu đó, đây cối lứt ở đây, nó còn nó cái cối nằm trên đây, cối nằm trên đây, cái này là thùng thổi chấu. Vinapro, Vicino rất ok. Đây là cái thùng ga chấu mà con, mà con phải dơ lấy cái bao chùm lại. Còn đây là chỉnh lượng chấu gái ra nhiều nè. Còn đây là công suất của nó đây. Cái thùng này thì nó cần vòng quay lớn là 1700 vòng trên phút. Dòng là vòng quay 1700 vòng trên phút. Cái thùng này không là 60 kg rồi con, năng suất của nó là cũng 1000 kg trên một giờ. Nó là ra lượng chấu càng rồi nè, là nó giữa là lúa hư lúa gì đó, rồi nó ra đây có hàng tem chống hàng giả Vicino Vanoro luôn rồi con. Rồi con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356207 Esquecin đẹp, phụ tùng linh kiện đồ có nha, lulu đồ có luôn con, lulu đồ có luôn, lulu là hai cục thun để dành ép thôi con, ép cho lúa đó, hai cục thun dành ép lúa đó. Còn đường này là khi nó đã cán ra thành gạo lứt rồi nằm ra đây con mới đổ vào cối trắng. Đây nguyên bộ gấp là gì đây bà con, đây quạt có sẵn bà con về gấp xài thôi. Con này động cơ khoảng 7,5 kg luôn nha con, khoảng 12 HP chạy được luôn. Rồi bà con làm có điện thoại luôn nha, 0886356707. Quá đẹp. Vicino, Vinapro, ngàn. Rồi bà con làm có nhu cầu luôn nha, 0886356707.